Mọi người ơi, mình đang đứng trước cửa một cái nhà hàng buffet của Mỹ, All You Can Eat, là ăn bao no đó. Nhà hàng này nằm trong cái sòng bài Wheeling Island Casino của tiểu bang West Virginia. Bây giờ là 9 giờ 30 phút tối ngày thứ sáu. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ làm việc liên tục và khoảng nửa tiếng lái xe, cả ba đứa mình đang rất là đói luôn, đói đến chóng mặt và muốn xỉu luôn vậy đó. Dự là tụi mình sẽ ăn sập cái nhà hàng này đêm nay đây. Và hôm nay mình và một người bạn của mình có một cái thử thách nho nhỏ, và mời mọi người xem coi thử thách đó là gì nhé. Hôm nay chuẩn bị là bữa nay là hai người đang đi thi đấu, ai ai ăn thua nhiều nha. Ăn sao hòa bò với cô luôn. Ở đây là cái buffet ở trong casino của Wheeling Island, West Virginia. Tướng chơi sinh tự gì đó, tướng phi viên nhỏ, ai thắng cá độ đi. Cá độ không, ai dám cá độ nè. Giờ ở trong đây là ai ăn cua nhiều nhất, một trong hai người người nào mà thua sẽ trả tiền, ăn ít nhất là sẽ trả tiền. Nhưng mà phi bì nhỏ con, còn chơi sinh là thích đàn ông mà rất là bự con nữa, cho nên là mọi người có muốn cá không, ai sẽ là người thắng cuộc. À, ok, giờ coi nha, theo dõi đi rồi sẽ biết ai là người thắng cuộc. Ok. Cảm ơn em. Mình có ăn cái này không? Ấy.
anh ăn đó ngon nè. À, anh ăn trước rồi. Ăn trước đi. Thời gian ngắn lắm nè. Ngon quá. Ở trong đây nhiêu phần anh? 30 đồng phải không? 31 đồng. Thôi đi mà đi nè. 31 đồng một phần, nhưng mà cua là ăn không giới hạn luôn mọi người. Muốn ăn bao nhiêu là ăn, bao nhiêu lắm. Hồi nãy quay nguyên một cái thùng á. Mấy bạn nào muốn làm vừa có tiền vừa có cua mà có gần phi viên á, lên đây. Còn muốn nghe em hay của anh, em đi chút hát rồi lên đây. Lát ăn xong rồi hát cho nghe. Cháu nó cũng ngừng.
Round 2. Màu này đã quá mà bự nè. Ăn cơm nó ngon à. Một miếng gan chạy giờ là người ta thấy mới thấy sự thèm. Đúng rồi, ăn cua dở cái chết này đó. Chậm lên, chậm xuống. Cây sành ăn nhanh hơn cho nên cây sành phải đi lấy cua. No problem. Mình chỉ ngồi mình ăn thôi. Không phải là mình ăn không nhanh mình cây sành, nhưng mà đó là chiêu trò của mình. Quyết định gì đi. Quyết định gì đi. Đây là có khi nào mình ăn cua là mình nhớ. Trong cái đó mình thấy cua cái mình sợ luôn không? Không không, không đâu. Không đâu, không đem lại thôi. Món cua này khó ngán lắm. Là nó không ngọt lắm. Lát nữa chạy về, chạy xe, chạy từ từ nha. Sao nó xuống hả? Thảo một cái là xong á. Ừ. Từ nãy giờ mới lấy được cái cành cua. Cái đó ít quá hả? Đúng cái chân này nè, chân dài nhiều. Cái thịt của cua này nó ngon hơn cái chân này. À, nó mất sâu rồi cũng nhiều. Cua mình cũng chịu đó. Mấy bạn ơi, hết rồi nè. Hồi nãy có thấy không? Ăn đàng hoàng phải không? Kiểm tra lại coi mình có nó có gì không. Xong rồi, không có bỏ gì. Tay sành đi rồi, mình nói lẹ. Giờ mình muốn no rồi. Bạn ơi. Chưa. Em chậm cho nó tiêu. Đầu hàng bạn ơi. Mình 2 dĩa rưỡi, bản này dĩa thứ 3 bản nó đâu có nhiều rồi, ăn đâu. Chị là ăn lẹ đi lấy đi, tao đi lấy tiêu dễ ăn. Ông nhân ngồi giờ ăn tới giờ bỏ đi rồi. Bỏ đi mà đi nữa tiếng thôi đi. Giờ mình đi vòng vòng mình quay đồ ăn giá đi.
Rồi xong rồi cái hồi mình lại ăn tiếp. Mình nói anh nhớ à, hai đứa em ở đây coi chừng nha. Cho người ta thèm. Thì sao? Giống em ngày nãy phải không? À, nhìn thấy không? Ừ, vậy không? Quay ngay miệng thôi. Ừ. Đứa nào kìa? Thôi. Ông cần cái kia lên, kẹt cái càng ra đây. Cái này cắt ra không sao đâu. Vậy cắt. E đặt ra. Xuyên thì cắt mà không xuyên đẹp như xuyên. Để luôn quay cái miệng thôi. Cái tay này, tay đẹp luôn. Cái này là cái tay không? Bẻ, bẻ, bị gãy uổng chưa? Người giấu mặt. Sĩ. Người giấu mặt thấy nữa. Đủ, đủ rồi. Đủ, đủ, đủ rồi. Thấy ông mẹ cũng bị dụ rồi, anh đâu có bỏ, đâu có cắt đâu, cũng đi lên được. Bây giờ mình đi vòng vòng rồi đó. Mình phải ăn ké cho một miếng nữa đó. Dĩa thứ ba của mình là chưa có chịu thua. Giờ mình đi rồi, giờ mình có sức khỏe mình tiếp nè. Hai dĩa nữa ha. Mình đi coi rồi, mình muốn ăn mấy cái món khác. Nhưng mà mấy món khác thì cũng nhìn cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mà không phải cho ngày hôm nay. Bữa ngày hôm nay mình biết mình không thua mà. Mà nó anh ăn hết ba dĩa rồi. Mình ăn mới có hai dĩa rưỡi nè. Bây giờ mình sẽ ăn thêm nửa dĩa này, rồi xong thêm một dĩa nữa. Coi ai sẽ là người chiến thắng ha. Quả không đi ăn lấy cua nữa hả? Chị thua hả? Không, chị thua. Nếu chị thua sao mình ăn món khác? Đó, đâu có chị thua. Mình chưa chị thua mà. À, khi mà chưa có nói chị thua là không có thua nha. Mềm lắm hả? Ngon, cũng mềm. Mềm thử đó. Mà nhìn nó chín luôn á. Nó chín luôn, vậy là nó mềm đó hả? It's pretty good. That is real good. It's very good. Good, đồng ý á, cái món này là ngon. Vậy là anh thua, anh thua hết nữa. Anh thua rồi đó. Mình chưa mà. Mấy bạn nói đi. Mấy bạn ăn ngay. Thấy Jason thắng á thì để lên Jason win. Thấy Phoebe thắng á thì thấy Phoebe win. Nói là thua không phải thua là tại vì người nào cũng ăn ba dĩa đều nhau hết. Chỉ có cái là giờ cua người ta không đem ra nữa. Cho nên là cái hồi này là coi như là bất phân thắng bại đó. Giờ mình nói vậy là muốn gắng đi kiếm một dĩa nữa không? Lấy ra mở lượng dĩa nữa là thua. Giỡn vậy? Có giờ có đúng không? Bị bắt giờ, bây giờ có trộn nó chạy con dĩa đó. Sợ quá, sợ ám ảnh quá chết. May quá, bữa nay mình mới ăn ba dĩa, anh cũng ăn ba dĩa. Mà chưa có tới cái hồi hôm kia thắng bại. Mà mình giờ thì anh đi cái xe quên chết mẹ. Nó đi thiệt rồi, ăn chồng có làm thiệt rồi. Nhưng mà bây giờ anh ta hết đem cua ra rồi. Hết rồi. Anh giờ nói tiếng ở đây hai dĩa luôn á. Hả? À, mà lấy á. Lấy không ăn một, giờ nó một nửa một, một dĩa thì anh ăn đã bảo đảm đó. Hai dĩa thì anh bảo đảm không hết. Bây giờ nó tay nó quánh. Không phải là mình thua. Mình ăn ra ba dĩa, anh cũng ăn ba dĩa, mình có thể mình lấy thêm một dĩa nữa. Có thể là mình ăn.
nó ăn rồi. Nhưng mà không coi như là bữa nay anh hên đi. Ủa, quyết định đi đi. Quyết định là cho anh này anh thắng. Tại vì lần đầu tiên đi chơi với phụ nữ mà nói thua là kỳ lắm. Em nhường anh đó. Em cho anh lấy danh dự. Bữa nay lần sau em sẽ giết anh. Anh cảm ơn anh nhiều lắm. Em thua để đợi lần sau em đầu đi qua chỗ khác em ăn nữa. Em cua nữa. À, anh nói đúng á. Tuyên bố là mình thua. Bữa nay con mình quệ đi. Đừng nói thua. Thằng Tết làm tiếp. Thằng Tết đi nữa. Để đấu nữa. Mình thua. Mình thao là anh sẽ thua. Vì này mình thua. Mình tuyên bố mình thua. Mình lo lắm. Hồi nãy anh đi đi cha tè. Bây giờ dồn có cái thiệt không? Sợ sáng rồi. Giờ có bạn hóa trộn luôn chứ. Có thằng nhỏ xíu như nào mà khùng khùng. Xây bố gắn chút trẻ. Người ta ai ngồi đâu người ta đi rồi sợ. Mình nói mình vẫn ăn nổi dĩa thứ tư mà ảnh chuẩn bị đi lấy cái dĩa thứ tư. Mình đi lấy dĩa thứ tư. Thực ra nếu mà mình đem mỗi người ra dĩa thứ tư mình có thể cố mình ăn được. Nên vấn đề chỗ là nếu mà mình ăn không hết rồi mình bỏ thừa nó uổng. Đúng rồi, đúng vậy. Cho nên đó là mình không cố nổi luôn. Không cố cho mình cố gì. Mà để cho sao năm một dĩa nó được. Mà sao ăn phần có xì không đủ. Này ăn mạnh lên. Bữa sau bữa nay là mình đói. Quá đói. Nên mình cho mình ăn tắt một tắt. Ăn quá nhanh thì. Ăn nhanh no mau nữa. Nó no mau chứ thật ra chưa có gì hết. Một tuần nữa chơi xin xe Việt Nam chơi. Thích nhất là đi ăn đồ ăn. Bạn nào có ý kiến gì mà muốn nói gì vậy sao? If you want to show me where to eat. Please call me. Nói xin việc đây là nếu như bạn nào có nhã ý muốn dẫn bạn Jason đi ăn, chỉ chỗ muốn, đi ăn, dẫn chỗ đi ăn và muốn ăn những chỗ ăn ngon là bạn này sẽ chiêu đãi toàn bộ chi phí. Yeah, bạn mà, chỉ mà, dẫn bạn ấy đúng, đi đúng ăn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hãy liên lạc số điện thoại. Số điện thoại là đâu rồi ta? Con trai dẫn đi ăn được không hay là phải con gái? Đi ăn là được ạ. À. Chỗ nào ngon là chỗ nào ngon. Yeah. Số điện thoại là 906 920 359. Ok. Ngày 11 Jason sẽ đến Việt Nam. 11 tháng 3. Thích nhất là đi ăn. Mấy bạn nào biết chỗ mà ăn ngon ok. Điện gọi mình cái. Bạn bè mình sẽ đi ăn cho ngon. Thôi, kêu mấy đứa cháu mình nói cát con, cát cháu quá. Thôi gọi chú Jason. Cháo nhiều lắm. Mình thích là ăn đồ ăn ngoài mắm với sầu riêng ra, ok? Ừ. No mắm and no sầu riêng. Chết rồi, hết rồi. Hết rồi, bây giờ em nghĩa. Có đi chống, có đi chống tất. Hết rồi. Đi bưng cho nó hai vậy. Hết rồi, bây giờ phải ăn cái gì nữa. Hết rồi, hết rồi. Muốn ăn nào mới chơi. Sao đây? Như vậy là cái cuộc chiến đấu của hôm nay người chiến thắng là bạn này đó. Và kết thúc cái chương trình của ngày hôm nay. Những cái mặt trên thì cái ghế hồng đó. Chiến thắng nhìn mặt cái ghế hồng. Cả thắng muốn làm như là kẻ thua ngồi nhìn đi em. Đâu có sao đâu, mình cũng bình thường thôi. Bình thường thôi, thắng thua là chuyện bình thường. Thua cái này nó bài cái khác. Bạn này còn đang thiếu mình một cái chầu là ở đây á, có mấy anh em là vui vẻ thôi. Mấy bạn có các challenge nào mà muốn đi về với Jason chơi hả? Tự nhiên. Đúng không? Đúng không? Ngày bữa nào về xong rồi về nữa nè. Cho Jason ăn nguyên một cái ổ bánh mì quanh phút.
Bây giờ là giống con heo rồi, Phoebe muốn thành cái thùng phi luôn, nó chịu đấy chứ. Ok, tôi chào các bạn. Nói ok, cảm ơn các bạn nha. Nhớ nha. Cuối tuần vui vẻ. Có ý kiến gì á? Muốn challenge cho chọn mình biết. Bây giờ các bạn bạn thắng rồi, bạn hát cho người ta nghe đi chứ. Một bữa nó có cái nổi vậy. Thôi giờ em trai của em đi, chúc em bạn em sao nha.